Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá tầm Long Quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip cơ 12 cần câu nha anh em. 12 cần câu này là 12 cần câu kiện nhật, hàng chất liệu là chất liệu carbon. Có độ dài từ 2m1 đến 3m3. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng dưới thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không trong clip nên á thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Vô cái thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em đã cho người là một cây matic. Thì cái này là chất liệu carbon sẵn chìm bên em, nên em mới thấy phen là phen bát, phen là phen fuji, bát là bát thường đó. Ngoại hình ok nha mọi người, bát thường anh em, bát đời cao. Thì cái này dài 21, độ cứng là 80, cái này độ cứng ra tầm khoảng 50-80 nha anh em đó. Phen bát ok nha anh em, đọt là đọt tháp, chất liệu là chất liệu carbon sẵn chìm, tem xuất nhật đầy đủ. Rồi cái này nặng là 310 gram, đọt là 21, giá công khai là 700k nha anh em, 700k cộng ship. Thì chia anh em đến lăng xe, đến trên ghe tàu biển, ghe tàu vào. Tiếp theo em lên cho người là cây số 2 em lên cho người là một dòng hàng Daiwa, hàng hệ của Daiwa, hàng này một hàng của Daiwa Viking, ngoại hình rất là mới nha anh em. Sáng chìm nha anh em, phen là phen sứ Gia Quang, bát là bát Daiwa, bát Daiwa Fuji, bát Daiwa Fuji tam hoàng, các quan sáng chìm, cây này sáng nổi nha anh em, nổi quăng luôn, chứ không phải sáng chìm, dài 2m1, cứng 30 nha mọi người, Daiwa Viking, hàng nội địa, đọc là đọc thấp, phen là phen sứ Gia Quang, nó nhìn rất là đẹp nha anh em. Anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, đánh biển, đánh hành, đánh cháp, câu đổng, lấy cái này đánh cực kỳ cảm giác nha anh em. Cán là cán bánh chèo, ngoại hình cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi để nha anh em. Ngoại hình khó bàn nha anh em. Bon nha. Rồi, cái này nặng là 210g, đọt là 2.3 ly, giá công khai là 1 triệu nha anh em. 2m1, cứng 30, giá công khai là 1 triệu, hàng cực kỳ đẹp anh em. Bán cho anh em kiểm tra hàng chứa thanh toán nha. Cây số 2 giá 1 triệu. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây hàng của nội địa. Cây số 3 là một cây hàng của Daiwa Kenjaki, một dòng Daiwa Kenjaki đời đầu, phôi cực kỳ dày luôn. Phen vẫn là phen sứ Gia Quang, carbon là carbon sáng nổi, cán là cán gỗ. Ngoại hình ok nha mọi người, bát là bát Fuji Japan, hàng nội địa khỏi bàn. Phen là phen sứ Gia Quang nè, carbon sẵn, bu là bu sứ Gia Quang luôn nha mọi người. Ngoại hình ok nha, ngoại hình cực kỳ ok luôn, tem nội địa. Đây, nó có xước sát tí nha, xước sát tí, phen ok nha mọi người. Thì cây này cứng 50, dài 2m4, chuẩn anh em câu lăng xê, câu tra, câu chép. Thì cái này nặng là 370g, đọt là 2.6 ly, giá công khai là 1.2 triệu anh em. Cây số 2 giá công khai là 1.2 triệu. Phen cực kỳ ok nha mọi người. Cây số 3 giá công khai là 1.2 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một dòng Daiwa, hàng hệ của Daiwa, cán xuất sắc mọi người. Bát đây, bát Fuji Japan, dòng này là một dòng Daiwa carbon sẵn hai da, dòng Daiwa Kenjaki, phen là phen sứ Gia Quang, carbon sẵn nhất sẵn hai da. Cây này cứng 30, dài 2m4, chuẩn anh em câu lăng xê, câu chép, câu tra, đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Ngoại hình có xuất sắc theo thời gian nha mọi người, càng xuất sắc báo anh em xuất sắc. Được cái là cái phôi nó cực kỳ chắc nha anh em, câu đổng, câu hanh, câu cháp, đánh tra, câu chê, đánh tôm, đánh loại này rất là ok nha mọi người. Ok, qua thì cái này cứng 30, dài 2m4, cứng 30, dài 2m4, nặng là 320g, đọt là 2.1 ly, giá công khai 1.4 triệu nha. Dạng bao đánh cảm giác luôn. Rồi, để em lên cho mọi người tiếp là cái cây số 5.
Cái số 5 lên cho người là một dòng hàng nội địa, hàng carbon, carbon sẵn nổi quăng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp anh em. Giờ vô là nhắm tay luôn á. Thì dòng này là một dòng của Alpha Taco, dòng nội địa. Tem ở địa ra. Đó. Cái nào nội địa thì em chắc anh em nội địa. Bát là bát Pussy Japan. Đó. Tem vàng. Dòng khoen nội địa nè, carbon sẵn sẵn nổi như nè. Đọc là đọc tháp, bu là bu xít nha nè, bu xít màu chày cực kỳ dày luôn. Khoen là khoen sứ Gia Quang, khoen Pussy sứ Gia Quang nha nè, hàng cực kỳ ok nha. Ngoại hình thì có xuất sắc có thời gian nha nè, carbon thì carbon sẵn nổi. Hàng này chỉnh cho nên đánh đáy nha, tại vì nó cứng tới 120 đó, cứng 120 và 24, hàng chỉnh anh em đánh đáy, đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Câu tra bạo lực. Đó. Ở trên bè đánh bạo lực. Carbon đây này, hai lớp luôn nha. Fan này fan Pussy Dạ Quang. Đóng chữ trong đây anh em. Fan khỏi bàn này, đẹp lung linh. Cực kỳ cứng luôn rồi. Cái này cứng 120 và 24, hàng chuẩn anh em đánh đáy. Câu xong, câu bè câu thiệt. Thì cái này nặng là 370 g, đọt là 2.8. Giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. Giá công khai là 1.3 triệu. Giá công khai là 1.3 triệu nha anh em. Cái số 5, giá công khai là 1.3 triệu. Hàng cực kỳ cứng nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người là một dòng hàng của Alpha Taco, dòng phen nòng súng. Đó. Phen nòng súng Pussy nha anh em. Bát là bát Pussy. Đó. Tem vàng. Chóc lớp tem này. Cây này là cây cứng 50 và 2m7. Hàng chuẩn anh em đánh lăng xe, đánh tra, đánh chép. Câu giặc bờ biển. Phen là phen Pussy nòng súng nha anh em. Phen nằm, bu là bu chống sắn Pussy. Hai cực kỳ ok anh em, đẹp đẽ sạch sẽ. Alpha Taco, cái này cây của China xuất nhập nha mọi người, tem sức đầy đủ. Dạng phen này đánh rất là cảm giác nha anh em, bao cảm giác luôn, bao phê. Nó sẽ chịu lực nguyên cây cần luôn. Thì cái này cứng 50 và 27, nặng là 300 g, đọt là 2.4 ly, giá công khai là 1.1 triệu nha anh em. Cái số 6 giá công khai là 1.1 triệu. Tiếp theo là cái số 7. Cái số 7 bên trong người là một dòng của Daiwa, một dòng của nội địa Nhật, một cây Nawiato, cán là cán mút đây. Đây nè, cây nó rỉ tí nha, nhưng chất lượng thì đảm bảo anh em nha. Tem bát là bát Pussy Japan, chất liệu là carbon sẵn chìm, sẵn nổi chứ. Cán trên này cán bằng. Thì cái này cứng 30, dài 3m, hàng chuẩn anh em đánh ra đánh chép nha. Fan ok hết nha mọi người. Hay rỉ thì thôi, đánh tầm khoảng 5-10 năm nữa chưa chắc ăn khô gì. Bô là bô xít nha. Ngoại hình ok nha mọi người, ngoại hình ok. Để sẵn lên nè, sẵn nổi, carbon sẵn nổi. Nawiato cứng 30, cứng 80 và 3m, hàng chỉnh nội địa nha anh em. Chỉnh nội địa luôn. Đây, nó sẵn lên nè, anh em có thấy. Anh em đánh tra, đánh chép con lăng xe, ok. Rất là ok nè, đánh giặt bờ biển. Phen nó đều, nó chảy đều cây cần nha. Thì cái này cứng 3, cứng 80, dài 3m, nặng là 270 g, đọt là 2.4 ly, giá công khai là 1.3 triệu nha nè. Cái số 7 giá công khai là 1.3 triệu. Là 4 cây cuối cùng nha, đúng không? Tiếp theo là 5 cây cuối cùng nha nè. 5 cây này thì đây, cây số 8 lên cho mọi người là một cây hàng kiện Nhật nha nè. Chất liệu là chất liệu carbon. Càng 3 khúc. Bát là bát Pussy tâm hoàng nha nè. Bát tay cao khá đẹp nha. Phen là phen Pussy lỗi xám nha, rất là ok nha mọi người.
cái này kính 50 dài 3 mét. Đó. Chất liệu rồi, chất liệu carbon đó, em sức đầy đủ nha mọi người. Chữ Nhật chữ gì em cũng không đọc được luôn. Ngoại hình đẹp nha, ngoại hình đẹp sáng. Hàng này chuẩn anh em câu quan xe, câu cha, câu chép đó, đánh giặc bờ biển. Cây này nặng là 350 gram, đọt là 3 ly, giá công khai là 1,1 triệu nha anh em, 1,1 triệu cộng ship. Hàng ok đẹp nha anh em, khá cứng đó. Cây số 8 1,1 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một dòng cần của kiểu Nhật, một dòng đây, một dòng cần sẵn hai da sẵn ít, em thấy sẵn cực kỳ đẹp bên em. Đọt đó thì sẵn chìm nha. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, phen này phen Fuji dạ quang luôn nha mọi người. Đó. Đây, đó, dòng cực cần Suru gì đó, chất liệu là chất liệu carbon. Cây này cứng 30, cứng 8, cứng 50, dài 3m3. Đó. Bu là bu, trong bu là bu Fuji dạ quang nha mọi người. Đó, bu Fuji dạ quang. Chất liệu là chất liệu carbon hai da nha. Đó, anh em có thấy trên clip nè. Hàng còn cực kỳ ok nha mọi người. Cán là cán 3 khúc. Tem sức đầy đủ nha anh em. Cái này thích hợp cho anh em câu cha, câu kép, đánh lăn xe nha. Cha chép đánh lăn xe. Thì cái này nặng là 340 gram, đọt là 2,5 ly, giá công khai là 1,3 triệu. Cây số 9 giá công khai là 1,3 triệu nha. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 em bán cho một người là một dòng hàng hệ của Daiwa, dòng Daiwa Holylock. Đó. Carbon sáng ít hai da từ đầu đến đít luôn. Đó. Ngoại hình thì bao đẹp rồi, bao sạch sẽ, bao đẹp nha anh em. Sẵn tới ngọn luôn, sẵn tới ngọn luôn. Cán mút cực kỳ mới nha anh em. Bát là bát Fuji Japan. Đó. Tem sức đầy đủ nha. Thì dòng này một dòng Daiwa Holylock, hàng của Daiwa, hàng hệ. Đó. Thì cái này cứng 30 nha anh em, cứng 30 dài 3 mét, chuẩn anh em đánh cha đánh chép câu goofy. Đó. Đánh lăn xe nha. Đó. Cần cực kỳ đẹp nha anh em. Thì cây này nặng là 370 gram, đọt là 2,3 ly, giá công khai là 1,1 triệu nha anh em. Cây số 10 giá công khai là 1,1 triệu, giá cực kỳ mềm nha. Rồi tiếp theo sẽ hai cây cuối cùng, cây số 11. Cây số 11 chúng ta cho mọi người là một dòng Daiwa Holylock luôn, carbon sáng ít hai da, phen là phen cầu, phen biển. Đây nó bị oxy hóa tí nha. Cái này thì em bao chắc chắn với anh em nha, bao chắc luôn á. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Cán là cán mút. Thì cây này độ cứng siêu chuẩn luôn, siêu chuẩn cho nên đánh cho thịt luôn, đánh biển, câu đáy. Thì cây này cứng 200 và hết 7. Chuẩn cho nên đánh đáy nha. Bu là bu chống sắn luôn nha mọi người, bu chống sắn, bu cầu của biển luôn. Đó. Phen nó bị rỉ muối ăn tí nè, giờ anh em chịu khó vệ sinh giúp em nha. Carbon. Hàng này hàng Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Sáng nhất thay da, cứng 200, dài hết 7. Cứng này siêu chuẩn luôn nha anh em. Cứng này anh em săn hàng, đánh bạo lực. Đó, khỏi chê. Thêm cái phôi carbon thay da nữa, đánh cực kỳ lã luôn. Đó. Đánh bạo lực thoải mái nha anh em. Thì cây này nặng là 530 gram, đọt là 4 ly, giá công khai là 2,1 triệu nha anh em. Đó, cây số 11, giá công khai là 2,1 triệu. Cứng 200, dài hết 7. Tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 em lên cho người là một dòng cần nội địa. Thế anh em. Đóng dưới đất luôn. Đó. Đóng dưới đèn chép đèn. Cái dòng này hình như là của Navigator nha mọi người. Cái dòng cần nội địa carbon sẵn. Phen là phen xít nha nè. Phen xít nha. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng. Phen là phen xít. Thì cái này dài 3 mét nha mọi người. Dài 3 mét. Độ cứng ra tầm khoảng 80-50 nha nè. 50-80. Đó, phen xít nha nè. Đèn xì lì luôn nè. Đèn xì lì bóng lưỡng luôn. Bô là bô xít luôn. Đó.
càng này sẽ chuẩn anh em, đánh lăn xe cho anh em, đánh lăn xe, đánh tra đánh chép nha. Hàng còn cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, cán cần nó làm thôi cũng rất là ok nha mọi người. Hàng nội địa xe bên đó. Cái này dài 3 mét, cứng ra tầm khoảng 50-80 rất là cứng. Thì nặng là 4, cái này nặng là 440 gram, đọt là 1 đi 9, cứng ra tầm khoảng 50-80, giá công khai là 1,7 triệu nha anh em. Cây số 12 giá công khai 1,7 triệu, một cái hàng nội địa phan xít nha anh em. Đó, hàng nội địa phan xít. Đó, tổng cộng 12 cây cần ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.